Dạ chúng con xin đảnh lễ chư vị bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy Vĩ Kiên. Kính thưa quý bạn đạo, con tên Cẩm Tú và Bình Minh. Xin điều khiển chương trình văn nghệ chiều nay. Hôm nay chúng ta cùng quần cụ đoàn tụ quây quần bên nhau để cùng nhau tham dự Đại hội Vô Vi Quốc tế lần thứ 34 với chủ đề Học và Hành trên tinh thần vui, tu thiền là phải vui, đúng theo như lời Đức Thầy Vĩ Kiên thường nhắc nhở với chúng ta. Ngay cả trước lúc người ra đi, Thầy cũng từng khuyên chúng ta rằng hãy giữ tâm vui. Để khai mạc chương trình, chúng ta hãy cùng với ca đoàn Vô Vi hòa chung tiếng ca, tiếng hát trong thanh nhẹ, trong tình thương yêu bàn bạc khắp muôn nơi. Liên khúc Vui Hát Thiền Ca, nhạc và lời của Phạm Vinh và Khí Giới Tình Thương, lời thơ của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, là một minh chứng. Người tu vô vi, chúng ta luôn có tình thương, một khí giới vô hình nhưng vô cùng hiệu quả. Chính khí giới tình thương sẽ làm mọi người xích lại gần nhau hơn, tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm và xóa tan đi mọi thù hận. Và trong cái tinh thần bài hát này thì Bình Minh có một yêu cầu nho nhỏ mà Bình Minh nghĩ là cái sắc thái tình thương này sẽ thể hiện rõ nhất ở trong khán phòng này. Thì các bạn, quý bạn đạo ơi, cho Bình Minh một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Dạ vâng, vậy xin mời quý bạn đạo cùng nhau thưởng thức liên khúc Vui Hát Thiền Ca và Khí Giới Tình Thương qua phần biểu diễn của ca đoàn Vô Vi. Mang câu hát ca cho muôn người. Nhà thiền du dương, diệu hồn về cõi niết bàn. Đạo tâm thức dần về với hư không. Hãy hát vui thiền ca về với cõi Di Đà. Sống sẵn sàng mang tiếng vui đi mọi nơi. Hãy hát vui thiền ca cùng hướng đến đấng cha lành. Hồn nhiên ngất ngây xây câu ca vui tu thiền, cùng nhau ca khí giới tình thương. Khí giới tình thương đã mở được, thực hành chuyển hóa tự yêu thương, quy đường lối cùng hành tiến, học hỏi vô cùng tự vượt siêu,
Trời xanh nguồn dưỡng khí, sức sống vô biên nâng niu muôn sinh, mãi mãi luân lưu thắm thiết đời đời. Tình thương là khí giới xóa hết nghi nan, sân si u mê xóa hết tang thương, xóa hết hận thù. Tình thương là khí giới yêu thương theo pháp vô vi, khai trí minh tâm tiếng hoa về nguồn. Trời cho hồn học hỏi nếm hết thương đau, sân si nghi nan nếm hết đắng cay, thức tâm tu thiền. Càng không vũ trụ góp phần giải phần nguyên khí ân cần hiện xây, từ Nam cho đến phương Tây, Trung Hoa tiến hóa dựng xây hình thành. Trời xanh nguồn dưỡng khí, sức sống vô biên nâng niu muôn sinh, mãi mãi luân lưu thắm thiết đời đời. Chí minh tâm tiến hóa về nguồn. Trời cho hồn học hỏi nên hết thương đau, sân si nghi nan nên hết đắng cay, thức tâm tu thiền. Và dũng hành minh chiến giữ vững đức tin, yêu thương đau đời vũ khí tình thương, xóa hết giận hờn, xóa hết hận thù, đúc kết tình người. Tình người, tình người, tình bạn đạo đã cảm thấy cái tinh thần, cái khí thế tình thương chưa ạ? Cho con câu trả lời lớn hơn, mạnh hơn được không ạ? Có cảm thấy được không ạ? Dạ vâng, con xin rất là cảm ơn. Con nghĩ là những cái tràng vỗ tay, những cái động lực này sẽ giúp ca đoàn có thêm sức lực để đứng lên đây hát một cách vui vẻ, nhiệt tình phục vụ các bạn đạo. Dạ một lần nữa con xin cảm ơn tất cả các bạn đạo đã lắng nghe ha. Quê hương tôi có núi thiêng cao vời vợi, có tình thương trời quang chiếu, có ánh vàng tỏa thương yêu. Lòng tôi chợt nhận thấy quá khứ sai lầm và muốn ăn năn sám hối. Ngày đêm mong tìm thấy sự bình an và tình yêu thương như lúc bé thơ còn nằm trong nôi. Tâm tôi luôn tưởng nhớ, mong ngóng ngày trở về. Ngày trở về quê hương xưa, lòng tôi sẽ thanh tịnh, tâm tôi sẽ bình an. Đó không chỉ là mong ước của tác giả Nguyễn Hoàng Long khi sáng tác bài hát năm 1988, Đường về quê tôi, sau đây sẽ được ca sĩ David Hùng Lê trình bày. Mà đó cũng là mong ước của tất cả những đứa con xa quê hương, xa nguồn cội, những tiểu linh quang đang tìm đường quay về hòa nhập với Đại Hồn Thượng Đế. Con là David Hùng Lê, lần đầu tiên được phục vụ quý bạn đạo một bài hát của anh Nguyễn Hoàng Long. Bài hát này cũng có một lần đã đánh ở trên Thiền Viện Vĩ Kiên, nhưng mà hôm nay xin hát lại với cái feeling riêng chút xíu, hơi có xin nhạc sĩ đổi một chút xíu cái nhịp điệu để cho nó phù hợp hơn với cái feeling của Hùng về con đường đi tu học. Và cũng muốn chia sẻ với quý vị bạn đạo, lần đầu tiên hát thành ra
có gì quý bạn đạo xin bỏ qua giùm. Cảm ơn quý bạn đạo. Cảm ơn anh Long đã sáng tác bài hát rất là hay. Đường về quê hương tôi, đêm ngày tâm tưởng nhớ, về trong nguồn hơi thở như còn lúc trong nôi. Đường về quê hương tôi, thanh quang trời ban chiếu, lắng nghe nhiều tội lỗi ăn năn và sám hối. Đường về quê hương tôi, núi thiên cao vời vợi, ánh vàng tỏa muôn nơi, về quê thức tâm nhiều. Đường về quê hương tôi, trong thiên giấc mơ màng, đạo đời hai vai gánh, pháp tràn vẫn tiếng an. Đứng lên quê hương tôi, hướng vô trong tâm tôi, lắng nghe trong ý tưởng soi mình trước đại gương. Quê hương này của tôi, giang sơn này của tôi, linh quốc ôi tuyệt vời, thanh bình về đến nơi, thanh bình về đến nơi. Đường về quê hương tôi, trời xanh ngát mây ngàn, trên lối về thanh thang, nhạt trời nhẹ tâm an. Đường về quê hương tôi, tâm linh vui êm đềm, đâu đội trời đã mềm, thêm nỗi nhớ quê hương. Đường về quê hương tôi, trong thiên dân mơ màng, đạo đời hai vai gánh, pháp tràng vẫn tiếng an. Đứng lên quê hương tôi, hướng vô trong tâm tôi, lắng nghe trong ý tưởng soi mình trước đại gương, soi mình trước đại gương. Quê hương này của tôi, giang sơn này của tôi, linh quốc ôi tuyệt vời, thanh bình về đến nơi, thanh bình về đến nơi. Đường về quê hương tôi, trời xanh ngát mây ngàn, trên lối về thanh thang, nhạt trời dịu tâm an. Đường về quê hương tôi, tâm linh vui êm đềm, đầu đội trời đã mềm, thêm nỗi nhớ quê hương. Đường về quê hương tôi,
tâm linh vui êm đềm, đầu đội trời đã mềm. Thêm nỗi nhớ quê hương. Xin cảm ơn quý vị đồng đạo. Dạ thưa, con tên Nguyễn An Khang, ở California, miền Nam California. Hôm nay con xin giới thiệu cái bản khúc hát Mừng Đại Hội do chị Xuân Mai sáng tác. Chị Xuân Mai có tài mà lại có tài sáng tác nhạc nữa. Hôm nay thì xin quý bạn đạo vỗ tay theo tiếng hò của An Khang. Khang xin giới thiệu bản khúc Mừng Đại Hội của do ca sĩ chị Lan Ki trình bày ở Los Angeles và phần múa minh họa của các vũ công. Chị Huệ Mai ở San Jose, chị Thanh ở Las Vegas, chị Thinh ở Georgia, chị Hằng ở Orange County, Cẩm Tú, Hawaii và bé Hoa ở San Jose. Bây giờ con xin hò một cái, xin bạn đạo vỗ tay giùm con. Hò là hò lơ, hò lơ, hò lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lơ. Tiếng hò luôn gắn bó với quê hương đất Việt. Hôm nay tiếng hò được cất vang để nhắc nhở anh em chúng ta hãy cố gắng tu để trở về quê hương nguyền cội, đời đời bất diệt. Hôm nay ban hợp ca và đoàn vũ công Vô Vi xin gửi đến quý bạn đạo bài hát Mừng Đại Hội, học và hành dựa theo điệu hát khúc ca ngày mùa của nhạc sĩ Lam Phương qua giọng ca của Lan Ki. Xin mời quý bạn đạo thế giới thưởng thức. Ngày hôm nay chúng ta cùng múa hát, ước mong sao chúng ta đồng tu tiến, ba ngày vui sống với nhau nhờ thầy. Này anh em quyết một lòng lo tu, gắng công phu để mau về bên giác, để hồn ta mãi sống vui bên thầy. Ngày tháng trôi mau ta mãi luôn đợi chờ đến đây cùng vui sống. Hồn ngất ngay trong thanh điện dâng tràn đầy tiếng thầy giảng dạy. Kỷ niệm Nam Mô Phá Mê và Phá Chấp, thức tâm từ đây chỉ an nhàn, hồn được khai thông. Hò lơ hò lơ, hò lơ hò lơ. Này anh em ơi, thiền cho thật điều, thiền cho thật xiên, thiền một kiếp kéo mai đi rồi. Khoan hò khoan, tu thiền mau thời gian chẳng đợi chờ. Ngày hôm nay chúng ta cùng dứt khoát, quyết tâm tu để cho hồn thực giác, giải nghiệp tâm quê cũ ta quay về. Trôi mau ta mãi luôn đợi chờ đến đây cùng vui sống. Hồn ngất ngay trong thanh điện dân tràn đầy tiếng thầy giảng giang. Trì niệm Nam Mô Phá Mê và Phá Chấp, thức tâm từ đây chỉ an nhàn, hồn được khai thông. Họ là họ lơ, họ lơ, họ lơ. Này anh em ơi, thiền cho thật điều, thiền cho thật xiên, thiền một kiếp kéo mai đi rồi. Khoan hò khoan, tu thiền mau thời gian chẳng đợi chờ.
hôm nay chúng ta cùng dứt khoát quyết tâm tu để chân hồn thực giác, giải nghiệp tâm quê cứu ta quay về, giải nghiệp tâm quê cứu ta quay về, giải nghiệp tâm quê cứu ta quay về. Một bài hát có phải là rất là nhiều màu sắc và nhiều âm thanh phải không quý bạn đạo? Dạ vâng, Bình Minh một lần nữa xin cảm ơn đoàn múa Vô Vi rất là dễ thương. Thầy đã bỏ xác thân tứ đại để trở về hòa nhập với hư không. Lũ chúng con bơ vơ nơi trần thế, không còn hình bóng thầy kề bên cùng chúng con thủ thị tâm tình sớm hôm, không còn hình ảnh người cha già ân cần lo lắng cho chúng con từ miếng ăn giấc ngủ. Quý yêu thầy, chúng con nguyện một lòng tu, thực hành chánh pháp, chuyên tâm luyện đạo. Phạm Vinh đã phổ nhạc bài thơ Quý yêu thầy của thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhạc sĩ Quang Đạt hòa âm, và Hùng Lê sẽ trình bày ca khúc sau đây với phần phụ diễn của chị Thu Lâm, Thu Vân và Bạch Liên. Mỗi bước đi con thầm niệm
thường xin. Quý yêu Thầy, tự giác con tu thiện, sửa tánh tu tâm, giữ khóa trời ban. Tâm tư không lo sợ gì, một lòng quyết tâm tự tu, miệt mài khai trí, khai tâm liền ý. Chẳng còn tham mê chấp đời, lập hành thương yêu nhớ trời, hợp thời thăng hoa phúc điền, gieo sáng chân tâm quý yêu Thầy. Lòng thành con chính tâm, chánh pháp hiểu sâu lý trời, thực hành chánh pháp hiểu sâu lý trời. Quê mẹ, nơi có những thăng cảnh nhẹ nhàng, thoát tục, nơi chất chứa những tình cảm thiêng liêng nhất của một đời người, nơi có bà mẹ già ngày đêm héo hắt trông chờ những đứa con vẫn còn mải miết nơi phương xa. Mẹ ơi, bao nhiêu năm trần trược ê chề, bao nhiêu năm để đời lôi cuốn, nay hồn con đã thức giác. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, con sẽ trở về bên mẹ thương yêu. Hãy lắng nghe và thả mình cùng lời thơ da diết trong bài Quê Mẹ của thiền sư Lương Sĩ Hằng, nghệ sĩ Chí Tâm phổ nhạc. Mời các bạn đạo cùng thưởng thức sau đây qua tiếng hát ngọt ngào của Dương Minh cùng phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Quang Đạt. Lòng con náo nức tìm đường về quê. Mẹ ơi, chân trước mãi mê, tàu hồn con nặng khó về bên mẹ. Xác thân nặng trược ê chề, đời đã lôi cuốn bối bê chăm con thức giấc con về với mẹ, con về với mẹ. Quê mẹ con nhớ con thương, mẹ hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi, mẹ chờ héo hon, chờ hồn con nhẹ con về.
được ê chề, đời đã lối cuốn bối bê chăm chiều. Thuyền kia đã cá săn bè, chờ con thức giấc con về với mẹ. Con về với mẹ. Quê mẹ con nhớ con thương, mẹ hai vai gánh trăm điều vì con. Mẹ ơi mẹ chờ héo hon, chờ hồn con nhẹ con về bên mẹ. Hiếu Nghĩa. Ủa chị Lan Ki. Ừ. Ủa chị đi đâu mà ăn mặc giống Michael Jackson quá vậy? Chàng ơi, chị đi tham dự cái chương trình văn nghệ của Đại hội Học và Hành ở Atlanta Chúa Cha nè. Ồ em cũng đi đây nè. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, vậy hai chị em mình có cơ hội gặp nhau rồi hỉ. Hí, vô. Dạ. À. Nhưng mà em thấy lúc này chị có lẽ thay đổi, có lẽ trẻ đẹp hơn nhiều á. Trẻ đẹp hả? Dạ. Xạo hoài, năm nay 60 là bộ khen rồi, nó kêu tôi dẫn đi ăn chứ gì phải không? Dạ em không dám, em không dám. Thôi đi đừng có xạo quá đi. Năm nay 60 rồi cưng. Thế gì sao? Vì chị có bí quyết gì chị nói cho em nghe đi. Bí quyết thì gì thì cũng nhờ cậu đó. Nhờ em? Đúng vậy, cậu dạ. Cứ kêu chị về cố gắng tu tập tu thiền đi. Nè, mấy tháng nay chị siêng năng hành thiền lắm, cho nên chẳng những đẹp hả? Mà còn khỏe nữa, muốn kéo tay không? Kéo thử đi, không, em dám, kéo em đi. Bây giờ chị nói bí quyết gì cho mọi người nghe đi. À, bí quyết hả? Dạ, kính thưa quý bạn đạo. Chẳng hay quý bạn đạo cũng muốn nghe Lan Ki kể về khởi đầu sự hành thiền của Lan Ki không à? Dạ, muốn ha? Yeah. Okay, em cũng muốn em nữa. Nghe luôn ha. Yeah. Cái này là Michael Jackson nè. Ngày đầu tôi bước chân vô học pháp hành thiền, thiền được 5 phút ôi sao mà khó quá đi thôi. Mà còn chưa kể có đêm nằm thở chiêu mình, tôi mơ được trúng 1,000 đô. Mơ xong thì mới giật mình, bởi vì vừa đêm đến số 12 là thầy chợp mắt ngủ quên nào hay. Nhiều người tu pháp vô vi đã kể lại rằng ngày đầu ai thở chiêu mình cũng giống như ai, vừa nằm xuống thơ chiều mình cũng ngáy o o, khi soi hồn cũng ngủ quên. Nhưng ta phải cố tập hoài, mỗi ngày một chút sẽ quen dần thôi. Thì gái cũng đêm mà nên. Đúng rồi, đúng rồi. Thế rồi mỗi ngày buổi trưa và ban đêm, tôi soi hồn xong xuôi đến nằm xuống thở để tâm thần bình an. Tôi thở đúng 78 hơi luôn. Quân bình cơ thể giúp cho ta niềm tin ngồi thiền, cho ta lòng yêu từ mình khi ta biết rằng đời là hư vô. Mặc dù ta sống trong nhung lụa lắm bạc tiền, mà tiền chưa chắc cho ta hạnh phúc đó ai ơi.
Chỉ cần ta tu pháp luân thường chuyển vô vi, tôi đi sẽ thấy được ngay công phu huyền bí nhiễm màu. Tự mình tự cứu giáng sinh người ơi, dù nghèo mà sống ấm êm bình an. Quân bình cơ thể là nhờ, quân bình cơ thể là nhờ, quân bình cơ thể là nhờ. Cảm ơn quý bạn đạo. Nhạc phẩm vừa rồi đã được Lan Kỳ viết lời, và cũng như quý bạn đạo đã thấy thưởng thức qua hai tiếng hát của Hiếu Nghĩa và Lan Kỳ cùng với sự hòa hợp âm nhạc của anh Lê Quang Đạt. Một lần nữa, Lan Kỳ và Hiếu Nghĩa xin chân thành cảm ơn toàn thể quý bạn đạo. Này, không biết các bạn đạo có thấy chương trình văn nghệ nó không chỉ phong phú hơn về vấn đề bài hát mà nó phong phú hơn cả vấn đề MC nữa. Năm nay lần đầu tiên Bình Minh thấy tới 4 MC luôn, không biết các bạn đạo có thấy chưa? Dạ, con cảm ơn. Dạ, năm nay thì cũng mỗi năm thì không biết từ lúc Bình Minh được làm cái hân hạnh được làm MC cho chương trình văn nghệ đại hội, thì mỗi năm Bình Minh được dịp được hân hạnh làm việc với một MC nam mới. Thì cũng không có ngoại lệ, năm nay thì ban tổ chức cũng cho Bình Minh làm việc với một nam MC mới. Cái nam MC này nói là mới thôi, nhưng mà gọi là bạn đạo thì rất là xung phong, rất là hăng hái, rồi xung phong giơ tay, rồi còn quảng cáo luôn cả thiền đường nữa. Thì nói đến đây chắc bạn đạo mình cũng biết. Dạ, một lần nữa quý bạn đạo cho một tràng vỗ tay để chào đón anh Đào Nguyên Phong Vũ. Dạ, xin chào anh. Mời anh giới thiệu với quý bạn đạo. Con Đào Nguyên Phong Vũ xin đảnh lễ Đức Tổ Sư, Đức Thầy và chư vị bề trên. Phong Vũ xin kính chào quý bạn đạo và quý vị. Và anh cũng xin kính chào Bình Minh. Dạ, xin chào anh. Anh cảm tưởng như thế nào khi đang đứng trên sân khấu vô vi? Em nghĩ là hôm nay nó hơi khác. Mấy lần trước là anh xung phong lên, đúng không? Mình giơ tay lên để lên đây. Còn bây giờ mình cũng đang hưởng điện, nhưng mà là đứng trên sân khấu vô vi, làm chương trình văn nghệ vô vi, thì cảm giác của anh hiện thời như thế nào? Thì cảm giác của mình thì nó có rất là nhiều, mà bây giờ mình không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà mình rất là vui, rất là mừng khi đứng trên sân khấu sang trọng như thế này, không kém gì sân khấu của Paris by Night. Và mình rất là hân hạnh được làm việc chung với lại cô MC không kém tài như là Kiều Duyên. Nhưng mà mình dám chắc rằng là cô MC vô vi này duyên dáng hơn, xinh đẹp hơn và trẻ hơn. Dạ, con cảm ơn. Anh bảo là anh vui mà sao anh thấy đứng xa xa từ nãy giờ, em cứ phải đi gần qua bên này không? Không, tại vì bây giờ em muốn anh đứng gần em á. Nhưng mà đứng ngay như này là chân chính giữa sân khấu nè. Nhưng mà tại vì mình nói là mình rất là hân hạnh đứng trên sân khấu Paris by Night em vô vi này, nhưng mà mình đứng gần cô này á, mình cảm thấy mình giống như là Nguyễn Ngọc Ngạn vậy đó. Tại sao quý nhón vị lên biết không? Nhón lên chút. Tại vì mình phải nhón lên tí xíu nữa cao bằng cổ. Nếu mà anh đã tự phong anh là Nguyễn Ngọc Ngạn thì anh có biết làm thơ hay làm văn không? Dạ, thì mình không dám so sánh với lại Nguyễn Ngọc Ngạn. Nhưng mà tại vì tu thiền cũng được một ít rồi, thì đôi khi mình cũng có một vài ý thơ. Vậy quý bạn đạo có muốn thử nghe xem anh này làm thơ, không biết gọi là kệ hay là con cóc nữa, nhưng mà cứ nghe. Dạ, chắc là thơ con cóc rồi. Thì hôm qua thì mình cũng có làm 4 câu thơ, thì như thế này. Dạ, xin mời anh. Câu 4 câu thơ này nó nói về học và hành. 4 phương trời bạn đạo đến Atlanta chung vui học trong 3 ngày Tết. Khi về siêng hành nhé bạn ơi. Năm sau Nam Hàn ta gặp nhau. Năm sau có gặp ở Nam Hàn không ạ? Dạ vâng, con cảm ơn. Rồi thôi, bây giờ sau khi phần giới mình giải trí chút xíu, bây giờ mình quay lại chương trình văn nghệ ha. Vậy dạ, anh rồi. Em mình quay lại giới thiệu chương trình văn nghệ về bài kế tới, thì xin mời anh. Bài kế tới
đau đớn thay phận đàn bà, lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung. Đỗ Bình Minh, đó là câu thơ của ai? Bình Minh thì không có đi học nhiều tiếng Việt đó. Thì nhưng mà Bình Minh nghĩ chắc cái bài hai câu thơ này thì chắc phần đông các bác các cô lớn tuổi chắc cũng đều biết, đó là hai câu thơ trong Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du. Từ thời phong kiến, số phận mỏng manh bạc bẽo đã vô hình chung trở thành số phận của bao kẻ hồng nhan. Dạ, thương thay thân phận đàn bà, cuộc đời của một cô gái được sanh ra ở cõi phù sanh này, thân bơ vơ lạc loài giữa chốn phong trần, cuốn cuồng trong vòng tình, tiền, danh, lợi, ngập mình trong bể khổ, không tìm ra lối thoát. Nhưng may mắn thay, cô gặp được pháp tu vô vi. Pháp tu huyền diệu đã làm cuộc đời cô nhanh chóng thay đổi. Tâm cô nhẹ nhàng thanh thoát, bao nhiêu não phiền tan biến. Lòng cô phơi phới thẳng tiến về cõi trời thanh nhẹ. Và tâm sự của cô gái trên đã được nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ mô tả trong bản nhạc Cô Gái Vô Vi. Xin quý bạn đạo hãy cùng thưởng thức qua tiếng hát Bạch Liên và nhạc sĩ Quan Đạt hòa âm cùng phối khí, cùng với phần hát Bè do Lâm Thu, Thu Vân, Liên Lê và Nga Nguyễn. Xin mời quý bạn đạo cùng thưởng thức. Cuộc đời phù du say người con gái giữa chốn phong trần lạc loài thân bơ vơ, em tránh sao được những chuyện trong đời, tình tiền danh muôn màu sắc cuốn cuộn hoài không thoát, và đời em như chiếm đắm khó thoát chốn trầm luân. Rồi tình cờ đâu em tìm thấy pháp tu giữa tâm mình, đạo đời em song tu tâm tính nhân hòa tràn đầy tâm từ, mà phần đông em nhận thấy thấy hồn mình tu tiến, và đời em như là bước bước tới chốn thần tiên. Trong giờ đây như là áo sắc giữa lý vô thường, bền lòng em chuyên tu dài hết mê mù, lòng trần não phiền tình ngàn đời sao còn tiên tiên đường về quê cũ, tình ngàn sau em còn tiên tiên đến cõi trời cao.
chạm giao. Chuyện trần giờ đây như là ảo giác, rõ lý vô thường bền lòng em chuyên tu, giải hết mê mụ lòng trần não phiền, thì ngàn đời sao còn tiên tiên đường về quê cũ, thì ngàn sau em còn tiên tiên đêm cõi trời cao, thì ngàn sau em còn tiên tiên đêm cõi trời cao. Dạ, con An Khang xin kính chào bạn đạo khắp nơi trên thế giới. Hôm nay con xin giới thiệu một bản nhạc mà học và hành con ông giới thiệu ca sĩ. Khi xuất hiện thì bạn đạo sẽ thấy một người ca giọng cổ rất là hay mà bạn đạo từng thương yêu. Thì con không cần giới thiệu tên mà con xin giới thiệu cái bản học và hành. Do Vô Vi là một pháp thiền thực hành, nhờ sự công phu luyện đạo hàng đêm, hàng giả, Vô Vi sẽ chứng nghiệm được những thay đổi trong bản thể, khai thông ngũ tạng, khử trược lưu thanh và tu tâm sửa tánh. Tâm thức được khai mở, hành giả Vô Vi sẽ trải lòng mình ra, đem tình thương yêu và sự tha thứ để đối đãi với mọi người. Từ đó, dần dần cảm hóa được những người xung quanh. Hãy cố gắng công phu, hãy cố gắng thực hành. Đó là lời của Đức Thầy và những gì Đức Thầy Vĩ Kiên đã truyền lại cho chúng ta. Chúng ta chỉ biết hành pháp và gắng niệm Phật hàng đêm, hàng thường niệm. Nghệ sĩ Chí Tâm đã tâm đắc kết ý trong bài vọng cổ Học và Hành. Con không dám giới thiệu ca sĩ, nhưng mà con sẽ giới thiệu sự minh họa của Dung, Loan Lê, Châu Khanh, Hằng Bùi, Trâm và Hoa Nguyễn. Kính mời quý bạn đạo hướng mắt về sân khấu thưởng thức một bài vọng cổ của ca sĩ, của nhạc sĩ Chí Tâm. Và xin mời quý bạn đạo. Thoát qua trầm luân, lời thầy dạy chúng con ghi lòng, tình trời rộng chứa chan thương yêu và thứ tha. Ê, có tiếng ai đang hò reo sướng vui, sướng vui hò reo, hãy thức tâm quay về với cha trời, thức tâm người ơi. Bốn phương anh chị em đến đây, đến đây cùng nhau dừng bước tu cho đời hết đau buồn. Tiếng tu người ơi, mình cùng học hỏi nhau bao điều, lời thầy dạy chúng ta luôn ghi lòng chớ quên. Lời thầy dạy chúng ta luôn ghi lòng chớ. Mình thức giác mới về đến nơi, tình thương huynh đệ cha trời, nhớ nhau không bỏ thánh thời. An nhà
soi rõ được tiên tu
sao? Quý vị thấy là chương trình văn nghệ là rất đặc sắc không? Có hơn Isa hoặc là Thúy Nga Paris không vậy? Cũng ngang ngửa phải không? Dạ. À, lúc nãy đó, thì bản nhạc cô gái vô vi đó, cô bé Mỹ Hạnh đã múa trên đây trên sân khấu. Và tại vì cái chương trình nó hơi dài đó, thì mình muốn cho cô bé Mỹ Hạnh này được lên trên đây để chào quý vị. Con xin chào quý bạn đạo. Dạ, là cô bé Mỹ Hạnh này cũng là con của anh Bành Chi. Đó, anh Bành Chi. Con gái chú lấy xanh nha. Chúc mừng anh. Thôi, cảm ơn con đi vào nha. Ồ, con mấy tuổi con? Gần 10. Ồ, 10 tuổi bác. Đây là tương lai mầm non của Vô Vi. Và chắc là cháu sẽ tiếp tục cống hiến trong chương trình văn nghệ Vô Vi trong nhiều năm nữa. Và kế tiếp, Pháp Tu Vô Vi giúp chúng ta giải tỏa mọi ưu phiền, tìm lại sự quân bình cho bản thể. Hành giả thức tâm rồi sẽ nhận thấy những sai lầm của chính bản thân. Từ đó, họ sẽ cố gắng sửa mình để cùng sống hòa ái với tất cả mọi người. Người tu thiền đúng đắn sẽ đem tình thương lan hòa xung quanh, sống thanh sạch, nêu gương sáng cho mọi người cùng nói theo. Hãy thành tâm hành pháp, rồi chúng ta sẽ đạt được những kết quả như ý, đúng như lời Đức Thầy đã mô tả trong bài thơ Hãy thành tâm, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc. Và cô Si Xin từ Pháp Quốc sẽ trình bày sau đây. Giải phiền, hãy thành tâm tu pháp vô vi, mắt trần không nhuộm dính bụi đời, tay dùng nghe lời trái không hờn, tu thiền cho lòng sáng tươi hoài, tu đạo tâm lại tiếng quân bình. Sạch là gương toang bên trong, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù, xưa mình cho hòa ái chồng. Ôi bao nhiêu quả nghiệp hóa thành lòng. Tầm hơn dối ai hoài, hay tập thiền tư cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống u phiền, hay bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa khí cho tâm tu tiến giải phiền, hãy thành tâm tu pháp vô vi, mắt trần không nhuộm dính
vui đời tay, dù nghe lời trái không hờn, tu thiền cho lòng sáng tươi hoài. Tu đạo tầm lai tiếng quân bình, thanh sạch là gương quang bên trời, chẳng còn oán hơn với tâm lành, chẳng còn thấy đời sống mê mù, xưa mình cho hòa ái trong đời. Ôi bao nhiêu quả nghiệp, quả thành, lòng trời tầm hơn dối ai hoài, hay tập thiền tư cứu thân ta, chẳng còn thấy đời sống u phiền, hay bình tâm hành pháp tu thiền, đem tình thương hòa khí. Dạ, người đời thường hay nói trần gian là bể khổ, con người trầm luân trong biển khổ, ngay từ khi mới chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nên tu muôn đời, con người luôn tìm cho mình một phương pháp để thoát ra khỏi cảnh trầm luân đau khổ. Tu vô vi là một pháp môn tu thực hành để dẫn tiến con người đi đến con đường tự cứu và tự giải thoát. Pháp môn tu hành là một phương pháp vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp. Ca sĩ Ngọc Huyền, một nghệ sĩ đã ngộ được pháp lý vô vi, cô đã sáng tác nên bài Thực hành tự cứu và theo ý đạo và ý thơ của Đức Thầy Tám, Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Xin kính mời quý bạn đạo khắp nơi trên thế giới cùng thưởng thức giọng ca của anh Thạnh Lê và với phần hòa âm phối khí của nhạc sĩ Lê Quang Đạt và phần phụ họa của bốn em bé rất là dễ thương. Kheria Trương, Trinity Võ, Timmy Đặng và Eric Nguyễn, xin kính mời quý bạn đạo thưởng thức giọng ca của anh Thạnh Lê. Là vui
phục hành tự cố giúp đời. Nam mô A Di Đà Phật. Từ thằng tâm trí niệm thành chân lý ôi sáng ngời, hòa tan không khí đất trời. Kinh sách vô vi tạo đời, quay về vũ trụ càn khôn. Ôi hôm nay người luôn là dòng sông, tiếng khóc nhằn ta
Bài ca vọng cổ học và hành xin cho Bình Minh đính chính chúng là bài lời thơ thiền sư Lương Sĩ Hằng nhạc Chí Tâm Phổ Nhạc. Anh Vũ nè, anh Vũ hiểu như thế nào là hồn và vía? Anh Vũ thì biết sơ sơ thôi em. Nhưng mà có phải là hồn và vía là tôi hai mà một không phải? Phải em? Hay là bà Đạo? Tại vì chắc có lẽ là khi con người ta mà sanh ra đó thì hồn và vía nó đi theo. Và có phải vậy không em? Em đang hỏi anh mà anh hỏi là em. Nhưng mà đôi khi mình không có biết câu trả lời đó. Vậy cái hả? The best way đó là mình hỏi ngược lại để cho người kia trả lời dùm cho mình. Em nghĩ là hồn và vía thì cả hai đúng là như em nói là tuy hai mà một là hai. Vì cả hai khi cùng khóc chào đời, cùng chạy theo cuộc sống vật chất, cùng bị cám dỗ bởi tình, tiền, duyên nghiệp và danh lợi. Và cũng chính vì những cám dỗ của cuộc đời mà cả hai đã vô tình tạo thêm nhiều nghiệp chướng. Và hồn đã quên mất đi nhiệm vụ của chính mình. Nhưng mà anh có muốn biết là như thế nào là hồn và vía không? Anh cũng muốn biết lắm đó chứ. Em có thể em nói cho anh làm sao mà em nghĩ em nói ra thì không có đủ. Thì phải sau đây xin mời anh Vũ và cùng tất cả quý bạn đạo theo dõi vở kịch Gia Đình Tạng Phủ. Dạ, xin kính chào quý vị và xin quý vị thưởng thức. Trong kia em nhìn ra em thấy nhiều người lắm mà sao ra đây đông thế này hả giời? Trước hết em xin được gửi lời chào đến các cụ, lời chào êm ru đến các cụ, chất phác đến các bác, ngây ngô đến các cô, thích thú đến các chú, ganh tị đến các chị và đóng đảnh đến các anh. Dạ, thưa, em tên là Phách Thị Vía. Em xin được báo cho bà con biết là dòng họ của em đều đang hiện diện trong tất cả mọi người ở đây. Bên nam á, thì em phái 7 người, còn bên nữ á, thì em tăng cường thêm 2 người nữa, tổng cộng là 9 người. Lý do là vì phụ nữ chúng em có thêm chức năng sinh sản và chăm nom con cái ấy mà. Quý bạn đạo có muốn biết em là ai không ạ? Dạ, thưa, em xin được tự giới thiệu, em là Vía Chúa. Trước hết, em xin báo cho bà con biết đó là gia đình của em rất là đông, nhưng mà tai tiếng cũng không kém. Người nào mà ham tiền á, là do em dụ. Ai mà mê ngủ á, là cũng do em. Mà người nào làm biếng á, cũng do em tuốt. Bởi vậy cho nên thầy Lương Sĩ Hằng có làm một bài thơ tặng cho em để em ngâm thơ cho các bác. Ngâm thơ cho các bác nghe miễn phí nhé. Dạ, cảm ơn các bác ạ. Căn trần rối loạn ấy do em, đời đạo song tu tự hiếu hòa, thấy đó mất đó không tồn tại, hiếu hòa tự đạt thấy chồng ta, ô quên, thấy hồn ta. Đó, nhiệm vụ của em và ông chồng của em xuống đây là để tu hành tinh tấn, để thoát khỏi cái cảnh khổ ở trần gian này. Nhưng em đâu có chịu. Xuống đây là mình phải hưởng trước. Rồi sau đó chuyện gì sẽ tính sau. Tu làm gì cho nó khổ tâm thân. Bởi vậy cho nên ông chồng em đã cho ông ấy uống thuốc ngủ liên miên. Để rồi em có thể điều khiển ông ấy bất cứ lúc nào. Em...
đấy, ông chồng của em đấy. Bây giờ để em đánh thức của ông ta dậy nhé. Lão chồng đấy. Anh ơi, dậy đi. Dậy cho tôi hỏi chuyện này này. Dậy mau. Trời ơi, bà làm hết hồn, chuyện gì vậy? Dậy. Sao lúc sau này tôi thấy ông thức nhiều hơn là ngủ vậy? Tôi vẫn uống thuốc bổ mà bà đưa tôi uống đó. Ủa mà thuốc bổ của mình hết đát hay sao vậy cả? Bà nói chuyện gì? À không, tôi muốn hỏi coi là tại sao lúc này tôi thấy ông khác xưa vậy? Bà ơi, tôi xin báo cho bà một tin buồn. Hả? Ông nói sao? Tôi nói là từ nay trở đi đó, tôi sẽ coi sóc trong nhà trong cửa. Chức chúa vía của bà sắp bị tiêu tùng rồi. Ông nói sao chứ? Tôi nói là từ này về sau, tôi sẽ coi sóc trong nhà trong cửa và năm đứa con, chỉnh đốn mọi công việc trong nhà, từ trong ra ngoài, từ ngoài vô trong. Thôi mà mình lớn tuổi rồi, mình nên nghỉ ngơi đi, để mọi chuyện đó em lo cho, em còn trẻ đẹp, thay đổi làm gì? Tôi nói cho bà nghe, cũng vì tôi im lặng bấy lâu nay đó, nên năm đứa con của mình không có đứa nào giống đứa nào hết. Đứa đó thì ra đường gặp trai đẹp đó thì tươm tướp, tìm đủ cách để chinh phục người đẹp. Còn đứa đó thì nó nghe nhạc suốt ngày. Mà nếu nào nó yêu âm nhạc như vậy đó, để tôi giới thiệu nó cho cô Thanh Mai, trưởng ban văn nghệ Vô Vi, để nó giúp vui cho cộng đồng Vô Vi. Đằng này không có, không hề. Mỗi lần đó mà nó dặn nhạc đó là cả làng, cả xóm cùng nghe. Rồi nó cuốn cuồng, nó lắc lắc như vậy nè, theo điệu nhạc. Còn cũng chưa hết nữa, tôi có một đứa con, nó nóng hơn Trương Phi gấp 100 lần. Mà mỗi lần hễ mà nó giận ai đó là nó đốt nhà người ta. Thiệt đó, tôi chưa thấy ai mà như ông hết đó. Tật xấu của con cái đem ra nói cho bàn dân thiên hạ nghe. Chưa hết, tôi còn nói cho bà nghe nữa. Có một đứa đó thì cười hoài suốt ngày. Tôi dắt nó đi đám tang nhà người ta khóc thê thảm vậy đó. Mà nó giật ngồi cười. Còn đứa đó thì mặt buồn như đám ma vậy đó. Tôi dắt nó đi coi văn nghệ của toàn thể nghệ sĩ của Vô Vi đóng diễn hài kịch. Vậy mà nó cứ ngồi cái mặt nó như đứa đám ma vậy đó. Cãi răng nó ra, nó còn không hề cười. Bà coi được không? Tôi thấy rõ là ông vạch lưng cho người xem máu. Hả? Hả? Thì tôi... Nếu mà bà không nói thì không ai biết bà dở tục ngữ đến như vậy đó. Tôi nói là vạch lưng cho người xem áo. Ôi giời ơi, xin thưa với bà chúa vía. Người ta nói là vạch áo cho người xem lưng, chứ đấy lấy lưng đâu mà vạch ra cho người xem áo. À mà thôi nè, ra đây tôi nói cho ông nghe cái chuyện hồi nãy. Mấy đứa con của mình á, toàn là lạ mà cấp cao, hàng độc không đấy nghe ông. Không có ai mà có được. Ăn thua là cha mẹ chúng nó có biết dùng chúng nó hay không. Và bây dùng giờ, cách gì vậy? Bây giờ tôi nói thí dụ, mình đi ăn cưới thì tôi dẫn thằng Tư đi với nụ cười trên môi nó. Quan viên hai họ đều vui vẻ. Còn khi mình đi đám ma đó thì tôi dẫn thằng Năm hắc ám đi. Bởi vì nhìn cái khuôn mặt ủ rột của nó, khách đưa đám không khóc mới là chuyện lạ nha ông. Ôi giời ơi. Còn con út nhà mình đó, không có ai mà có tánh khí can đảm như nó cả. Ai mà chọc nó nổi giận là nó đốt nhà. Đó. Nhà nó mà nó còn không từ. Con của bà đó. À này, mà bây giờ tôi hỏi ông, ai thấy trai đẹp mà gái đẹp mà không mê? Ai?
Tôi cũng vì tôi bị sắc đẹp của bà nó hớp hồn đó. Bây giờ tôi ra đường mà tôi nhìn gái nào mà đẹp hơn bà là tôi không dám nhìn, tôi say đi chỗ khác liền hà. Trời ơi, anh hồn của em chung thủy quá à. Không dám đâu à. Từ cái lúc mà tôi lấy bà về đến giờ đó, tôi học được nhiều bài học lắm. Ấy nhìn ai mà đẹp hơn bà đó là tôi biết người đó sẽ dữ hơn bà. Phải vậy không mấy ông? Ông nào vỗ tay đấy. À mà thôi, ông ra đây tôi hỏi ông chuyện này này. Chuyện gì? Lúc này đó tôi thấy ông cứ nghe băng ngồi nhắm mắt. Rồi cái băng đó, trong băng đó có tiếng nói vang vang, vọng đi vọng lại có 6 chữ à. Tôi nghe nó trong người tôi nó khó chịu lắm. Mà mấy đứa con của mình nó cũng vậy nữa. Nó cũng có cảm giác giống như tôi vậy. Bà cũng nghe mấy tiếng đó khó chịu á. Cũng nhờ cái tiếng nói đó đó. Cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật đó đó. Nó đã đánh thức cái lão hồn đầy ngu muội này bấy lâu nay. Thôi, bà ở nhà đi. Tôi đi ra ngoài để tìm hiểu cách khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để về trị bà và 5 đứa con đó. Thôi, tôi đi đây. Khoan đã ông à. Tôi chưa nói xong ông. Đủ rồi. Ông ơi. Thôi, không có còn gì để mà nói nữa đâu. Cái lão này bây giờ không lẽ biết được cái mưu kế của mình à? Bây giờ mình phải làm sao? Phải thắng ông ta mới được. Chắc phải nhờ đến các quý nương và quý tử của mình. Tim gan tỳ phế thận ơi, ra đây mà bảo. Dạ, chúng con xin chào mẹ. Dạ, chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Ồ, các con ra đây đầy đủ rồi đó hả? Dạ. À, bây giờ các con ra chào các bạn đạo đi và mỗi đứa tự giới thiệu mình đi. Rồi để con trước. Bây giờ cởi kia ra vậy thôi. Nhỏ, vô. Chị cả phải đi trước. Vô. Dạ, đây là tim đổng đảnh. Ủa lộn, tim bên đây chứ. Dạ, tim đổng đảnh. À, tim là chị cả của 4 đứa em trong một gia đình tạng phủ. Hôm nay tim được kính cẩn nghiêng mình chào toàn thể quý bạn đạo. Tim này con. Dạ. Con đeo kính đen thùi thế, con có thấy bạn đạo ngồi đâu không? Dạ không. Đấy, chào lại đi. Trời, kiến đẹp này bỏ ra hả? Dạ, một lần nữa con xin kính chào quý bạn đạo. Tới mày gan. Con đã lưu manh không? Nói hoài nó không dạ. Bỏ. Em tên là Phế. Là Phế Hắc Ám ạ. À. Ai mà Hắc Ám chính là em, do em đây. Còn tôi là gan thông thái. Mẹ, à, con kêu thằng gan mà sao này nó chạy ra nó giành vậy mẹ? Dạ, con xin chào bạn đạo. Dạ, con là Tỳ Vui Vẻ. Con xin chào mẹ, quý bạn đạo. Ủa, còn đứa nữa mẹ, anh đi đâu rồi? Mấy anh chị này á nha, đi không có chờ người ta gì hết á. Ủa mẹ, mà sao nhà mình đông đúc người tới quá vậy mẹ? Thôi rồi, mẹ khỏi cần nói. Con biết là cái chị này rồi. Gì? Lần trước cũng chị. Sao? Chị nói là chị đi lấy chồng. Tầm bậy nữa. Nói chị nhớ không? Nói khoan để cho em nói. Xì tớp. Thôi để cho em khai cho bàn dân thiên hạ cùng biết về chị nè. Thấy chị em đẹp không? Nhưng mà lấy chồng hộp 3 lần rồi đó. Mày đó nha, nhỏ nhất mà cái miệng của mày thì to nhất. Có chừng tao quýnh một cái mẹ nhìn không ra mày là ai giờ. Mẹ, có chị kìa. Vậy là không phải là chị phải không? Ừ. Nhất định phải không? Ừ. Vậy sao nhiều người quá vậy ta? Rồi thôi rồi em biết rồi. Chắc là cái anh này rồi. Giờ đang mùa football nè. Chắc là anh cá độ football rồi thua tiền người ta đến đòi phải không? Tao đang buồn nha. Tao mới vừa thua football đó.
đục nó. Mày mày cà chớn là tao đục mày liền á, tại cho. Nó hỏi mẹ. À chà chà chà, mấy anh này sao nay nóng tính quá vậy ta? Cái này nó quậy lắm nè. Rồi cái anh này mặt mày ủ dột mà lại đeo cái đai mày đen nữa. Chắc kỳ này là ăn trúng cái gì ở trên đại khách sạn Marriott rồi phải không? Mấy hôm nay nó không cho ăn ngon phải không? Đúng rồi. Mấy ngày hôm nay toàn là ăn đồ chay không? Lúc nào bụng ta cũng đói hết. Mà mày chọc anh mày bụp cho mày bây giờ. Mẹ, sao mà anh chị nào cũng chọc, ông cũng đòi đánh đòi đục con hết mẹ ơi. Nè, các con, em nó còn nhỏ dài, có gì thì khuyên bảo nó chứ. Đúng mẹ, rồi. Ngày tối mẹ cứ binh nó không à. Bộ đó mẹ đẻ cái miệng nó ra trước hay sao vậy? Nó cứ nãy tối nói hoài, nó không ngưng mẹ thấy không? Thôi để từ từ em im, em tớp. Ủa mẹ kêu tụi con ra đây chi mẹ? À, mẹ gọi các con ra đây để nói một chuyện này về cha các con. Phải không? Ông có vợ bé phải không? Bà nào dưới đó mẹ chỉ đi, con đến đốt nhà cho mẹ coi. Hình như là bà Lâm Quỳnh, Quỳnh gì? Quỳnh Lâm Mai đó phải không? Rồi, anh đi kiếm số địa chỉ của bà để đem đi đốt nhà bà. Thôi, đừng có đốt. Khỏi đốt. Không đốt, tội lỗi lắm, đừng có đốt. Chứ làm gì anh? Tôi đốt rồi. À vậy là cảm ơn anh đã trả thù cho gia đình chúng ta. Thôi các con từ từ để nghe mẹ nói này. Yeah. Ông cha đâu rồi? Đâu rồi? Tía đâu rồi? Tía ơi tía. Tía muốn đốt thêm căn thứ hai nữa hay sao tía? Tía ra đi tía. Tía ơi. Ông này là ông hồn nè, đúng không? Bây giờ mình phải chọc ông cho ông thiền cũng được mới được. Ông này nè. Phá ông. Sao mẹ giờ làm gì mà? Không cho ông ngồi không, phải không? Không cho. Phá ông nha. Ừ. Bút tiết, bút tiết, bút tiết. Không cười hả? Chết 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 chết. Anh giật tay ông ra anh. Giật tay ông ra. Ông đang làm gì đây nè? Gan. Anh gan. Anh ra ngồi đi kìa. Ngồi xuống cưng. Ngồi, đừng ngồi anh, đừng ngồi. Tức quá đó nha. Bây giờ không bà già nó ngồi thêm một chút xíu là bà chị hai với ông ba đó, ông ra ngồi chung với hai ông bà già rồi kìa. Tức quá đi. Anh đừng ngồi. Tâm trần rối loạn ấy do ta. Đời đạo xong tu tự tiến hóa. Thấy đó mất đó không tồn tại, hiểu hòa tự đạt thấy hồn ta. Nhân ông hành pháp không giờ dành, các giới noi theo để thực hành, xây dựng đạt thanh là chánh pháp. Chân tướng ưng tiến hoa thanh, trong ta có pháp sao không học, cứ mãi mê say cảnh hạ tầng, không giác không tu thành đồng loạn, khó hoa khó tiên khổ vào thân. Biết ai là kẻ hành chốn đạo, lý vững tự tin tiến thẳng vào, bể khổ chân gian giác thực hành chân pháp tiến càng cao. Lấy không làm gốc hòa chân pháp, lấy cảnh làm thầy học hỏi vai, thắc mắc tiêu thức giác
không còn vòng đồng hưởng chơi ban. Xin chào quý bạn nào. Thầy là vầng dương rực rỡ xua tan màn đêm u tối. Thầy là tiếng nói yêu thương sưởi ấm tâm hồn chúng con. Thầy là biển cả bao la rộng lớn ôm ấp vỗ về che chở yêu thương. Thầy là ánh sáng đêm đưa đối dẫn đường chúng con trở về nẻo sáng. Nhớ đến người chúng con chỉ biết thành tâm cố gắng tu, vì chúng con biết chỉ có tu chúng con mới có làm cho người vui. Chỉ có tu chúng con mới có cơ hội tái ngộ người nơi miền lạc cảnh. Để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị bạn đạo thưởng thức tác phẩm Nguyện Tu, nhạc và lời Mai An, hòa âm phối khí nhạc sĩ Quang Đạt qua tiếng hát của ba ca sĩ Phương Chi, Minh Dương và Hùng Lê. Thank you.
khúc nguyện tu như một lời nguyện cầu, lời cảm ơn tri ân tới tất cả các bạn đạo. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức, ban kỹ thuật, ban âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, hòa âm, phối khí, các mạnh thường quân, tất cả các quý vị bạn đạo đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả quý bạn đạo đã ngồi dưới đây. Các bạn là linh hồn, là mục đích ý nghĩa của chúng tôi làm nên chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Và bên mình một nữa xin mời tất cả quý bạn đạo tham dự ca sĩ múa MC lên chào quý vị bạn đạo ạ.